Rồi giới thiệu cho bà con tiếp tục cái cây phôi tứ quý nha bà con. Cũng khá là cao cái tàn đó. Quá rồi. Keo nổi không? Keo nổi không? Rồi, được rồi. Là chơi hết mình với bà con luôn. Hết mình với bà con rồi đó. Cây này là 4 mét mấy lần mà lên bàn quay quay luôn. Bàn quay này cũng chắc à. Rồi xoay đi anh. Cho bà con coi tổng thể nha. Cây tứ quý nha bà con, có giới thiệu gì giới thiệu anh ơi, giới thiệu đi. Cây tứ quý này cái đế nó lực lắm, đế nôm mà lực lắm. Tàn không mà chúng nhảm nó không sửa lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi đó. Rồi cắt tỉa hoài à. Rồi bây giờ coi như là cây này nếu mình để về mình chơi thì coi như để về luôn là nó đẹp lắm, mình ghi tỉa thôi. Rồi chơi anh cứ nói về kỹ thuật đi ạ. Chồng luôn thôi hả? Chồng luôn hả? Vậy là chồng luôn. Cái này thành phẩm rồi mà. Thành phẩm luôn rồi. Rồi như vậy là cho thông số đi anh ơi. Rồi em đo thông số nha. Hoành này là hoành từ cấu rễ nha. Rồi. Đây đo từ cấu rễ là 38. 58. Rồi ok. 58. Rồi. Hoành cũ của nó là 92. Dạ. Đây em quay vô cho cắt xem luôn. 92. Này em đo em kéo thước lên luôn á, em kéo xuống 92 nha bà con. Còn tổng chiều cao thì đây để em cao quá. 4 mét rồi. Nhiêu ạ? 4 mét mấy. Nghe đọc cho. Chưa ngang bộ chưa nằm khoảng 3m7. Cái thông Noel nè mọi người, quá trời anh em ơi. Xoay giùm em vài vòng đi anh, xoay. Rồi như vậy là cây này có mã số 8 á anh. Dạ cây này mã số 8. Mã số 8 tứ quý nha bà con. Tứ quý. Rồi báo giá nhiêu anh ơi? Cái này em giao lưu với giá là 13 triệu. 13 triệu bà con ơi, thành phẩm luôn, về xài luôn phải không? Dạ. Rồi số 8 có giá 13 triệu. Đế lực cái nơ mà lực lắm. Dạ. Rồi cứ xây đi anh. Xoay. Cuối clip lúc nào cũng có cây hàng độc á. Hàng độc. Rồi, báo giá đi anh cuối clip. Cây này em giao lưu giá là 13 triệu. Rồi, về là xài luôn phải không anh? Về là xài luôn. Sử dụng luôn. Khỏi chờ đợi gì hết. Rồi, cũng cuối video rồi, vậy là anh Thanh cho một cái lời chào khán giả đi anh. Chào khán giả của mình nó quất nha. Rồi. Để cho bữa nay ngày 22 tháng 8 ha, có rồi. 8 phôi. Rồi. 7 phôi và 1 cây tàn. À. Và cũng mong mọi người ủng hộ. Dạ. Rồi thay mặt bà con cũng cảm ơn anh nhiều nha. Chúc sức khỏe anh. Và hẹn anh và bà con ở những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quá trời bà con ơi. Tứ quý nha bà con.